Dạ. Rồi. Mọi người nhìn giúp tôi trên cái báo cáo này như này. Đây. Chúng ta nhìn này. Rõ ràng bảng cái đồ kế toán của doanh nghiệp nó mô tả công trình là tài sản thì bằng nguồn hình thành lên tài sản thì bằng nguồn vốn. Trong khi báo cáo kết quả kinh doanh thì doanh thu trừ đi chi phí, đúng không ạ, trừ đi chi phí thì ra lợi nhuận, và lợi nhuận này cũng là một yếu tố thuộc vào nguồn vốn. Như vậy thì tất cả các giao dịch kinh tế xảy ra nó đều có thể là một trong những cái yếu tố mà phát sinh ra rủi ro thuế liên quan đến vấn đề xác định lợi nhuận này, được chưa ạ? Vậy thì tương tự như cái hôm trước tôi dạy chúng ta về cái sơ đồ Fishbone, về việc mà xác định cái rủi ro của thuế giá trị gia tăng ấy, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chúng ta một cái sơ đồ liên quan đến vấn đề về thuế thu nhập doanh nghiệp để cho các bạn có thể có một cái hình dung, được không? Đấy. Thế thì về thuế thu nhập doanh nghiệp các bạn hình dung này, có thể hiểu nôm na này, đúng không? Là tôi lấy doanh thu, tôi trừ đi chi phí thì tôi ra được lãi, được chưa? Thế nhưng mà vấn đề của tôi ấy là các bạn hình dung là như vậy thì cái lãi này nó sẽ là yếu tố gián tiếp, đúng không ạ? Mà khi nó nhân với thuế suất thì nó tạo ra thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, thuế thu nhập doanh nghiệp. Và như vậy thì để mà chúng ta nhìn rủi ro tổng thể liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta sẽ thấy rằng có hai điểm rủi ro chúng ta phải đi phân tích, là yếu tố thứ nhất liên quan đến thuế suất, và yếu tố thứ lợi nhuận, và yếu tố thứ hai liên quan đến thuế suất. Thì lát đây phần thuế suất thì buổi thứ hai nữa tôi sẽ hướng dẫn chúng ta. Thế nhưng với phần lợi nhuận các bạn nhìn này, thì hiển nhiên là lợi nhuận này thì nếu mà nhìn theo một cách trực tiếp thì bạn thấy rằng là doanh thu tăng lên hoặc chi phí giảm đi thì sẽ là điều chỉnh làm tăng lợi nhuận ở đây lên, đúng không? Thế còn nhiều cái đoạn này hôm trước không? Cũng đồng với việc mà tính thuế giá trị gia tăng phải nộp ấy, thì làm tăng đầu ra lên hoặc là làm giảm đầu vào đi ấy, thì chúng ta sẽ làm cho lợi nhuận này tăng lên, đúng không? Thế nhưng đây là mối quan hệ trực tiếp nằm trên báo cáo kết quả kinh doanh để chúng ta nhìn thấy điều này. Vậy thì tương quan của nó đối với bảng cân đối kế toán thì chúng ta nên nhìn như thế nào? Thì chúng ta hình dung tôi này. Các bạn nhìn dung là chúng ta luôn luôn có những biến cùng chiều và ngược chiều nằm trên kết cấu của tài khoản, đúng không ạ? Đó, nếu như là tài sản này, tài sản của chúng ta nó tăng ở bên nợ và nó giảm ở bên có, thì với nguồn vốn chúng ta lại hoàn toàn ngược lại, là tăng bên có và giảm ở bên nợ. Còn thì doanh thu của chúng ta thì cũng sẽ tăng ở bên có, giảm bên nợ, và chi phí của chúng ta lại tăng bên nợ và giảm bên có, đúng không? Đấy. Thế thì như vậy tương quan của nó các bạn sẽ nhìn thấy này. Rõ ràng mà để mà khi mà tôi có một cái rủi ro làm tăng được khoản doanh thu này lên, một khoản doanh thu này tăng lên này, thì có thể là nó sẽ làm một biến động liên quan đến việc mà một nguồn vốn mà nó sẽ phải tăng lên. Có thể đấy nhá. Có thể thôi, nó sẽ làm cho nguồn vốn tăng lên này. Các bạn nhìn không ạ? Hoặc nó sẽ làm cho một tài sản khác giảm đi, đúng không? Nó làm cho xin lỗi, là nó làm cho tài sản khác cũng tăng lên. Đấy, tài sản tăng, đúng không ạ? Thì nguồn vốn tăng và doanh thu cũng tăng. Và như vậy thì nó có hai cái tiềm năng để tôi có thể khai thác rủi ro về thuế thu nhập doanh nghiệp ở đây. Đó là hoặc là một tài sản khác tăng lên, một tài sản tăng lên, hoặc là một khoản nguồn vốn tăng lên, thì nó là những cái dấu hiệu liên quan đến việc mà có thể rằng là đây là việc đang thu được những khoản lợi ích nào đấy, đúng không? Còn tăng doanh thu mà. Và khi mà tôi nhận định được một cái rủi ro cơ bản như thế này, các bạn thấy rằng này, là tôi đã chuyển hóa được cái yếu tố tính thuế từ báo cáo kết quả kinh doanh sang bảng cân đối kế toán. Cái bảng cân đối kế toán này thì khi đó nó sẽ được biểu hiện bằng cụ thể, ví dụ như một số cái gì. Thì vì sao tài sản tăng nó lại ẩn chứa một khoản doanh thu? Tôi cho bạn một cái ví dụ. Giả sử như doanh nghiệp có một cái khoản, đó là nhận được tiền. Doanh nghiệp có một cái khoản thu, đấy là nhận được tiền. Có một bút toán, nó là ghi tăng nợ vào tài khoản 112, nhận được một khoản tiền này, và tự dưng rằng là chưa biết rằng nguồn tiền này ở đâu, thì doanh nghiệp đang treo tạm trên bên có của tài khoản, đó là tài khoản 338, đúng không? Và như vậy các bạn thấy này, rõ ràng tiền doanh nghiệp nhận được, tài sản tăng, đúng không? Và 338 này thì nó cũng chả ảnh hưởng gì đến doanh thu chi phí cả. Tại vì tương quan của nó cái này đối với rủi ro về doanh thu chi phí là gì? Thì các bạn hình dung tư duy này. Khi một tài sản tăng lên thì rất có thể nguồn hình thành lên nó không phải là một khoản nợ phải trả,
mà tài sản tăng thì có thể đó là một khoản doanh thu tăng hoặc một khoản chi phí giảm, hiểu không? Đấy, và như vậy thì chúng ta phải giải trình với bên này là vì sao tài sản này tăng. Và tài sản này tăng, giả sử như đoạn này đi, là vì có tài khoản 338 này không giải trình được, đúng không ạ? Tự dưng giám đốc hứng chí chuyển tiền và cho chuyển tiền vào tài khoản công ty, chuyển tiền vào tài khoản công ty. Đấy. Thế rõ ràng là nếu mà không chứng minh được khoản tiền này là một cái khoản tiền gì đó, ví dụ như giám đốc cho vay, cho mượn hay gì đấy, thì hoàn toàn chúng ta có thể kết luận, đúng không ạ, là khoản tiền thu này là một khoản tiền thu từ cái lợi ích này liên quan đến cái hoạt động của doanh nghiệp đấy. Và khi đó thì họ yêu cầu là ghi nhận một cái khoản tiền thu này là một khoản thu nhập để tính thuế thu nhập doanh nghiệp, được chưa? Và như vậy thì doanh thu lúc này nó tăng lên và nó sẽ làm cho thuế thu nhập doanh nghiệp chúng ta tăng lên đấy. Và biểu hiện cụ thể ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là có rất nhiều khoản mốc phải trả, cũng sẽ có rủi ro tiềm tàng về việc đi tăng doanh thu này. Và một trong những cái rủi ro tiềm tàng nhất của việc đi tăng doanh thu từ nợ phải trả đó chính là các khoản nợ phải trả mà không xác định, đúng không ạ, được thời hạn. Nợ phải trả không xác định được thời hạn đấy, thì cái này mới là cái tương quan của nó, mới là cái mà tôi nghĩ rằng là nó cần đến những cái góc nhìn của những cái người mà làm về chuyên nghiệp, đúng không? Vậy thì ví dụ như thế nào là một khoản nợ phải trả mà không xác định chủ nợ? Nợ phải trả không xác định chủ nợ. Đây, thì mời cả lớp xem cho tôi cái bản tin này. Và đây cũng là một cái trường hợp rất là thực tiễn chúng tôi cũng gặp ở trong biên bản kiểm tra rồi. Thì cả lớp xem để tôi phân tích tình huống sau. Đấy. Thì khi mà hỗ trợ kiểm tra cho công ty này, thì họ treo một cái khoản bên có của cái tài khoản 338 với tài khoản 331, với lại là bên có của tài khoản 131 rất là nhiều. Thì thực ra bên có của tài khoản công nợ nào thì cũng như nhau thôi, thì đặc tính của nó thì đấy đều là vốn mà chúng ta đang đi chiếm dụng của bên khác, đúng không? Thế nên với cái phần vốn mà chúng ta đi chiếm dụng bên khác mà chúng ta không chứng minh được là chúng ta sẽ có nghĩa vụ phải hoàn trả, thì nó sẽ rơi vào trường hợp đó là nợ phải trả không xác định được chủ nợ, thì nó được xác định là một khoản thu nhập trong kỳ đấy. Và khi mà kiểm tra thì bên thuế người ta thấy rằng là à, công ty này treo rất nhiều nợ phải trả nhưng không xác định được chủ nợ, đúng không? Đây, qua kiểm tra thực chất đơn vị không phải trả cho các khoản nợ này, nên đoàn kiểm tra xác định rằng đây là khoản thu nhập, đúng không ạ, nên ghi tăng thu nhập khác. Thì đây là trích một cái biên bản kiểm tra tăng khoảng 6 tỷ tiền thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do là các khoản nợ phải trả treo nhưng không chứng minh được chủ nợ, được chưa? Và trong cái bài này của chúng tôi thì chúng tôi cũng đúc kết và cung cấp cho chúng ta một số những cái kỹ năng để chúng ta rà soát lại các khoản nợ phải trả, ví dụ như là dư có khoản nợ phải trả này, xem có hạn lâu ngày chưa, hoặc là có những khoản dư nào của các cái đối tượng khách hàng ấy, đúng không ạ, mà nó không bị phát sinh, đúng không, liên quan đến cái việc mà phải chi tiền hoàn trả trong kỳ ấy không đấy, vân vân. Thì các bạn có thể xem thêm giúp tôi ở trong cái biên bản này, hoặc là ví dụ như bản thân trong một cái công văn trích dẫn ở đây thì chúng tôi cũng sẽ có một cái hướng dẫn, đúng không ạ, đấy là cái cục thuế này họ đã kết luận rằng là với những khoản nợ nào mà chưa thanh toán vào doanh nghiệp, không thể thanh toán thì chủ nợ bỏ địa điểm đây này, thì cũng bị tính vào là thu nhập khác để tính thu nhập chịu thuế đấy. Đây mình hình dung chưa? Thế thì nhá, như vậy này. Thế thì như vậy thì phần kiểm toán này của chúng ta thì thực ra nó rất là rộng. Và cái phương pháp ở đây mà tôi hướng dẫn cho chúng ta tiếp cận này, thì tôi cũng chỉ hy vọng của chúng ta là chúng ta giúp tôi là các bạn đi trả lời cho tôi được đúng các câu hỏi này thôi. Thì với chúng tôi là người làm kế toán hoặc với những người mà chúng ta đang là những người về tổng hợp, thì các bạn chỉ cần giúp tôi các bạn đảm bảo được mà cố gắng được ra vấn đề này đã là một cái vấn đề rất tốt rồi. Đấy. Cái đầu tiên đó là phải xem chúng ta có một trường hợp kiểm toán không này. Cái thứ hai là nếu mà chúng ta phải kiểm toán thì chúng ta đi rà soát hai báo cáo này như thế nào để chúng ta dựa trên một logic là một cái thông tin thời kỳ và một thông tin thời điểm, đúng không? Đấy. Và vấn đề thứ ba đó là từ cái việc thông tin thời kỳ và thời điểm như vậy thì chúng ta lại phải chuyển hóa nó xem liệu rằng là có yếu tố nào nằm trên các báo cáo này nó đã bị chuyển dịch sang yếu tố thời kỳ bên kia hay không.